rất là chăm chú để tạo hình cho người mẫu của đội mình. Và đội này sẽ là tạo hình gì đây? Đang dừng lại cho mình để hỏi. Bên đội màu đỏ đang đắp nàng tiên cá. Nàng tiên cá này sexy quá. Vâng. Về bên đội màu cam này đắp hình hoàng tử gì đây? Vâng, đang vận người mẫu. Tí nữa cầm áo cho chú để lên chỗ kia nhá. Để lên trên kia kìa, trên kia kìa. Không phải đấy, không phải, trên kia. Chỉ còn 3 phút nữa thôi. Xin mời tất cả các đội chơi. Các đội chơi hãy tạo hình thật nhanh, các đội thành viên hình mẫu của mình.